Xin chào bạn nha, chúc các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống nha. Rồi, hôm nay mình quay cho anh thực của anh Hạ cái cây còng này các bạn ơi. Cái cây còng này cũng rất là to nha các bạn. Đó. Giờ anh đang leo lên nha các bạn. Đây rồi, anh hạ cái nhánh nào trước các bạn ơi. Đây một cái nhánh nhỏ ở bên này đưa lên nha các bạn. Còn ở đây là một cái nhánh to nha. Nó đưa qua đây cũng mấy nhánh nữa các bạn ơi. Có cái anh thợ phụ này, anh dưới này anh cầm dây đằng tí anh cọc cái máy cưa đó lên nha các bạn. Bây giờ anh cọc máy cưa, anh đang kéo máy cưa lên các bạn ơi. Đây là ở ngoài đồng nữa các bạn, đây gần mấy vườn tre này kia nữa. Đây, anh giờ anh đang giật máy cưa các bạn. Mấy cây còng này rất là giòn các bạn. Chích nhẹ cái là nó gãy lên không các bạn, thấy không? Còng mùa mưa này nó giòn lắm các bạn, nước nhiều lắm. Mùa nắng thì nó khô thì nó dẻo dai, nhưng mà mùa mưa thì nước nó nhiều quá, cho nên cây còng nó hay giòn dữ lắm nha các bạn. Các bạn nào mà có leo cây còng này kia chú ý cẩn thận nha. Đây đang cho chuối luôn các bạn ơi. Đây các bạn, cái cây còng này nó cũng là rất là lâu năm nha các bạn. Nó có mấy cái sợi dây đó thôi. Các bạn nhìn mấy cái sợi dây giác to to mà thằng cưa đang vịn đó thôi. Đó là sợi dây giác nha các bạn. Nè, nó có cái sợi dây nó thòng xuống nữa nè. Sợi dây giác mà nó to cái này là lâu lắm rồi, cũ lắm các bạn. Nó leo dài tới trên kia luôn các bạn. Giờ nó cưa đang leo lên tới đó rồi các bạn. Để mình qua hướng bên kia mình quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn, giờ anh thợ cưa các bạn đang thu hạ cái nhánh to này luôn nha các bạn. Ơi rớt ngã đó các bạn ơi. Ơi nguyên nhánh to luôn các bạn ơi, dữ quá. À, các bạn nhìn thấy mấy cái dây giác nào nó đeo đại cây luôn các bạn. Bây giờ anh đang quay qua bên kia các bạn. Họ anh cưa sợi dây giác các bạn ơi, sóng to cho các bạn xem nha. Đó, mấy sợi dây giác nó ôm theo cây nó đu lên đó các bạn, lòng thòng. Đây còn anh thợ cưa các bạn. À, anh đang ôm cái nhánh còng anh leo lên đó các bạn ạ. Còng này kêu quá, mưa đo nó xuống nhiều quá các bạn, kêu nó đóng, nó trơn rồi. Bây giờ anh đang cưa nhánh bên kia các bạn, ngã đó các bạn ơi. Ôi. Cái anh thợ cưa này anh mặc áo màu xanh mà anh vô trong cái cây màu xanh nữa cho nên nó hơi tiệp cái màu áo với anh ta các bạn. Nó giờ anh đứng cái nhánh đó các bạn ơi. Thợ cưa tới cái nhánh to trên này các bạn ơi. Ơi ngã đó các bạn ơi. Ơi. Ui giời, nguy hiểm quá. Bây giờ lú anh ra đó các bạn. Nhìn giải thấy anh thôi đó. Bây giờ anh cưa nhánh ngoài luôn nè các bạn. Ôi giời, anh mới đụng vô nhẹ làm cái gớp liền các bạn ơi. Quá giòn luôn.
giác nó còn đang mặt đen các bạn ơi. Cắt mấy cái lóng to từ từ xuống nè các bạn. Rồi, lo mày nghe đó các bạn ơi. Ồ, lóng to luôn các bạn ơi. Rồi, nó bắt đầu quên tụt xuống nè. Giờ là cô anh chuẩn bị leo lên cái nhánh to này các bạn, leo lên nhánh to này để hạ cái nhánh to bên này luôn nha. Anh đang leo lên đấy các bạn ơi. Bằng cái sợi dây giác đó các bạn, nó đu theo cái cây cọng, cái nhánh cọng và chà luôn các bạn. Giờ anh leo lên tới đó nha các bạn, anh đang đứng chỗ đó đó các bạn ơi. Anh đứng lấy cái giác đó nha, sợ nó vướng đó các bạn. Cắt cái ngoài các bạn ơi. Ơi theo các cái cây luôn nè các bạn, nó chờ lên các bạn ơi. Rồi, này tôi nhắm ngoài các bạn, rồi ngã đó các bạn ơi. Lấy tư thế lần nha các bạn, tư thế đứng không an toàn nè, nên kiếm thế an toàn, tại vì còng mùa mưa nó đóng rêu rất là trơn các bạn, ướt trơn lắm nha. Rồi leo lên hạ nhánh trên luôn các bạn. Rồi lấy nhánh trên đè nhánh dưới luôn các bạn, hai nhánh lượt luôn, hay quá anh thật cô ơi. Bây giờ anh thầy cô ấy leo lên, anh đang cắt cái ngọn ở trên đó nha các bạn. Đó, anh nhìn là anh lúc ở trên thấy không à. Anh đứng rồi. Ê, ngã nguyên nhánh đó bà ơi. Ui, nguy hiểm quá anh thầy cô ơi. Chắc anh lấy cái tài anh lên đùn vô cái nhánh đó các bạn. Ồ, nguyên nhánh kia ngã đó nha các bạn. Ồ, nguyên nhánh luôn các bạn ơi. Ừ, cung kinh thành thầy cô luôn các bạn ơi. Bây giờ anh tụt xuống dưới nha các bạn, anh tụt xuống dưới một tí, anh dối anh cắt cái nhánh bên này luôn nha các bạn. Nè. Ngã các bạn, gấp hơn ngày ghê không các bạn.
Bây giờ anh quay lưng rồi, cho anh hạ luôn cái nhánh trên đầu luôn các bạn ơi. Cô biết cái bà nào chưa? Cái khùng cái gì ta? Rồi bà chủ nhà bà kêu mé né né sợi dây điện cho bà nha các bạn. Mà anh em mình mé là mình phải né sợi dây điện cho người ta chứ dễ gì không có vô đâu các bạn. Đây các bạn, nhờ anh thợ cưa anh đang leo xuống không bạn. Chắc là leo xuống chỗ trắng bà đó, ảnh bấm nguyên cái đọt to ở trên luôn các bạn ơi. Đây, ở trên đó nó không có thế đứng các bạn, rất là khó nè. Nó không an toàn. Đây các bạn ơi, nó anh ngồi đó các bạn, chắc anh bấm ngay đó đó các bạn. Ngồi anh lấy cái thế cho nó an toàn đó các bạn. Mới làm được nha. Nó đang mở miệng các bạn ơi. Rồi giờ anh cắt nguyên nhánh to luôn nha các bạn. Nhìn thấy anh làm anh cắt thế ra. Ơi, ngã đó các bạn ơi. Ơi. Wow. Quá dữ anh thằng cưa ơi. Bây giờ anh thằng cưa anh đang ôm vô cái cây còng, anh nhánh còng anh tụt xuống luôn các bạn. Anh đứng ngay đó các bạn ơi. Anh thầy cưa anh xuống tới đó, anh đang mở miệng ngay cho đó luôn các bạn. Anh cưa nguyên khúc to này luôn các bạn ơi. Rồi các bạn thấy không, chỗ anh đứng gồng ghiêu các bạn, đóng không trơn trợt, khó đứng lắm nha các bạn. Rồi anh bảo miệng xong các bạn ơi. Giờ anh tìm cái thế anh đứng cho nó an toàn là anh cưa cho nó ngã luôn rồi các bạn. À anh cưa cái móc là anh lấy anh chỗ là anh đứng nha các bạn. Ồ anh này kỹ thuật nha. Kỹ thuật này hay nha. Rồi anh cưa cho ngã luôn các bạn ơi. Rồi, mình thấy nó siêu đó các bạn, ngã đó các bạn ơi. Ô, hay quá thằng cưa ơi. Bây giờ anh thằng cưa đang ngồi ở đó các bạn, để coi ảnh xử lý cái cây còng này tiếp theo như thế nào nha. Và các bạn cùng xem với mình đó. Bây giờ anh thằng cưa anh đứng ngay đó, anh hạ nguyên cái nhánh to này luôn nha các bạn. Nguyên cái to khủng luôn nè. Giờ anh đang bảo vệ các bạn ơi. Cho ngã cái cụ túi này luôn nè. Anh mở miệng xong rồi đó các bạn. Giờ anh cắt nào rồi, coi nó ngã vào cụ túi không nè các bạn. À, mình thấy nó muốn ngã đó các bạn ơi. À,
ơi, ngã đó các bạn ơi, ngã đó các bạn ơi. Ôi đang ngã từ từ kìa. Rồi nó đang xuống mua chuối luôn các bạn ơi, quá tuyệt luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời, quá đẹp. Đây giờ anh thưa cô, anh hạ xong cái nhánh đó, anh tuột xuống rồi các bạn, tí nữa hạ gốc mình quay hạ gốc cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy mấy sợi dây giác nó đeo cái cây nó trồng là còn mấy to các bạn. Đó.
quá to luôn các bạn ơi, lỗi nè, quá đẹp luôn các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Chắc mình cũng xin